Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe được thực hiện bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chương trình sẽ chia sẻ những kiến thức thú vị và bổ ích của những thực phẩm quen thuộc hàng ngày và chúng mình còn được học thêm một số từ vựng cơ bản trong tiếng Anh nữa. Chủ đề của chương trình hôm nay đó chính là nấm hương. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về nấm hương nhé! Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô là một loại nấm ăn có nguồn gốc từ Đông Á. Trong tiếng Anh, nấm hương được gọi là shiitake mushroom. Nấm hương thường có màu nâu, có hình dáng giống với cái ô, với tay nấm có đường kính từ 4 cho đến 10 cm, có một chân hình trụ giữa tay nấm. Mặt trên tay nấm màu nâu, nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy trên mặt nấm còn có những đường nhỏ màu trắng. Mặt dưới của tay nấm có nhiều bản mỏng xếp lại nữa đó các bạn nhỏ ạ. Trong tự nhiên, loại nấm này thường mọc trên những cây có lá to và thay lá mỗi mùa như cây rẻ, cây sồi và cây phong. Tuy nhiên, ngày nay nấm hương được trồng phổ biến ở trên cây thân gỗ và mùn cưa trong điều kiện chăm sóc cực kỳ nghiêm ngặt. Nấm hương có mùi thơm, vị ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn thêm phong phú và ngon hơn, mà còn được mệnh danh là hoàng hậu thực vật với những công dụng tuyệt vời đến với sức khỏe. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu nấm hương tốt cho sức khỏe của chúng mình như thế nào nhé. Nấm hương là thực phẩm chứa nguồn khoáng chất dồi dào và phong phú như kali, canxi, nhôm, sắt, magie và nhiều loại vitamin khác. Trong các khoáng chất, nấm đặc biệt giàu sắt, còn gọi là iron trong tiếng Anh, và là một thành phần vô cùng cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Sắt giúp chúng ta phòng chống thiếu máu. Trong tiếng Anh, bệnh thiếu máu được gọi là anemia. Khi thiếu máu, cơ thể của chúng ta sẽ có các biểu hiện như da xanh xao, mệt mỏi, dễ chóng mặt, ù tai, hồi hộp, tim đập nhanh, chán ăn, thậm chí còn có thể bị ngất xỉu nữa. Có rất nhiều nguyên nhân gây thiếu máu, nhưng phần lớn là do thiếu sắt, bởi sắt là thành phần chính tạo nên hồng cầu. Hồng cầu là một thành phần quan trọng trong máu của chúng ta đó. Khi thiếu sắt, hồng cầu sẽ không còn được khỏe mạnh và không thể vận chuyển oxy trong máu tới các cơ quan, từ đó gây ra các tác động xấu đến với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta lại hoàn toàn có thể phòng chống thiếu máu do thiếu sắt thông qua việc ăn các loại thực phẩm giàu sắt hàng ngày như các loại rau có màu xanh đậm, thịt, hải sản, các loại đậu và cả nấm hương nữa. Như vậy, chỉ cần ăn nấm hương và các thực phẩm giàu sắt mỗi ngày là chúng ta không lo bị thiếu máu do thiếu sắt, dẫn đến mệt mỏi, học kém tập trung, dễ buồn ngủ trong giờ nữa rồi. Bên cạnh đó, nấm hương còn giúp chúng ta tăng cường trí nhớ, giúp chúng ta có thể ghi nhớ bài tốt hơn và học tập tốt hơn. Trong tiếng Anh, trí nhớ là memory. Các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ đã biết được rằng nấm hương có hàm lượng sắt lớn sẽ giúp chúng ta phòng chống thiếu máu và tăng cường trí nhớ đúng không nào? Vậy, trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là iron in shiitake mushrooms helps prevent anemia and enhance memory. Vậy còn vị của nấm hương thì sao? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiếp nhé. Như đoạn mô tả ban đầu, chúng ta có nhắc đến vị ngon của nấm hương. Các bạn nhỏ có biết vị ngon của nấm hương là vị gì không? Đó chính là vị umami, một vị cơ bản bên cạnh vị ngọt trong trái dưa hấu, vị đắng trong trái mướp đắng, vị chua trong trái chanh và vị mặn của muối đó. Vị umami được phát hiện bởi giáo sư Kikune Ikeda của Trường Đại học Hoàng gia Tokyo, Nhật Bản vào năm 1908. Giáo sư Kikune Ikeda sau đó đã đặt tên cho vị này là vị umami, với ý nghĩa là vị ngon trong tiếng Nhật. Vị umami này cũng dễ dàng cảm nhận được khi chúng ta thưởng thức trái cà chua, thịt, cá và các loại hải sản nữa đó. Một điều rất thú vị đó là khi chúng ta kết hợp nấm hương với các thực phẩm như thịt, hải sản, phô mai, cà chua, mang tây thì vị ngon này sẽ tăng lên nhiều lần, làm cho món ăn của chúng ta càng ngon hơn và hấp dẫn hơn đó.
Chính vì thế nên nấm hương thường được sử dụng kèm với các loại thực phẩm khác nhau trong nhiều món ăn như thịt gà kho ngô ngọt nấm hương, canh bí xanh nấm hương nấu thịt gà, rau muống nấm hương xào thịt. Các bạn nhỏ ơi, vậy là chúng mình đã biết được rằng nấm hương là một loại thực phẩm bổ dưỡng do có hàm lượng sắt lớn và sẽ giúp chúng ta phòng chống thiếu máu, tăng cường trí nhớ. Cho nên các bạn nhỏ hãy tập và thưởng thức thêm các món ăn làm từ nấm tại trường và cả ở nhà nữa nhé. Giờ thì hãy cùng ôn lại các từ tiếng Anh mà chúng mình vừa được học nào. Nấm hương là shiitake mushroom, chất sắt là iron, bệnh thiếu máu là anemia, trí nhớ là memory. Như vậy, trong tiếng Anh, để nói chất sắt trong nấm hương giúp phòng chống thiếu máu và tăng cường trí nhớ, mình sẽ nói là iron in shiitake mushrooms helps prevent anemia and enhance memory. Ngoài những thông tin thú vị trong đoạn phim này, còn rất nhiều thông tin bổ ích khác về dinh dưỡng của thực phẩm mà chúng mình chưa biết. Vì vậy, các bạn nhỏ hãy thường xuyên đón xem chương trình Dinh dưỡng và sức khỏe tại các kênh chính thức của công ty như website, YouTube hoặc các kênh khác của công ty Ajinomoto Việt Nam nhé. Chúc các bạn nhỏ ăn ngon miệng và nhớ ăn hết xuân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhỏ ở đoạn phim tiếp theo.